Vâng, em Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương rất vui được gặp lại anh chị quý vị nhà mình vào khung giờ 8:03 mỗi tối ạ. Chào lại gia đình nhà mình nhá. Vâng, chào bác Hà Hân, chào toàn thể chị vị mình nhà mình, chào bác chào mà ông Nguyễn này. Vâng, thì giờ là đã là hơn 8:03 rồi, gia đình nhà mình đã ăn cơm chưa nhỉ? Sau bữa tối rồi nhà mình ăn cơm chưa, cho em xin lại ý kiến đi ạ. Nhà mình cùng quan sát em này, đấy, tất cả khung cảnh chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Đấy, vào 8:03 mỗi tối thì em Tùng lại xin phép lên sóng phục vụ như hầu hoàng chị quý vị mình ạ. Rất là nhiều đầu xe nhé, từ 65 triệu đến anh quanh 600 triệu thôi. Để phục vụ những nhu cầu anh chị quý vị mình, cơ bản từ tập lái tập đi này, tránh mưa tránh nắng này. Những nhu cầu của gia đình này, đấy. Anh chị quý vị mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay, khẽ cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube, kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm cũng như khung giờ 8:03 mỗi tối quen thuộc. Em lại xin phép lên sóng báo giá cho cả gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Tuyền Lương, chào bác Hà Hân, chào bác chào Mào Nguyễn, chào toàn thể chị quý vị mình. Đây, em xin phép lượt qua hết một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho anh chị quý vị mình quan sát những đầu xe hiện đang có bên em nhé. Các bác xem buổi livestream ngày hôm nay đang quan tâm đến mẫu nào, quan tâm đến dòng nào, đang tìm mua thì cứ mạnh dạn để lại bình luận cũng như comment đi, để em được tư vấn trên bước sóng livestream ngày hôm nay cho cả dân mình cùng quan sát ạ. Rất là nhiều đầu xe này, từ 4 chỗ này đến 7 chỗ để phục vụ gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Sơn Nguyễn mới vào ạ, chào bác Văn Hòa mới vào đây. Vâng, nhà mình đang xem buổi livestream này. Chúc anh chị quý vị nhà mình trên ba miền Tổ quốc có một buổi tối vui vẻ. Vâng, chào bác Trần Đức Anh ạ. Vâng ạ, nói nhiều một chút ạ. Chào gia đình nhiều một chút để tư vấn cho anh chị quý vị nhà mình. Để đợi tất cả mọi người vào cùng xem buổi livestream này cho nó vui bác Đức Anh ơi. Vâng, chủ đề chính thì vẫn như mọi hôm thôi. Báo giá cho anh chị quý vị quan tâm nhá. Đây bác chờ em một chút đi, anh chị quý vị mình vào đông một chút này, để cả nhà mình cùng đặt câu hỏi đem tư vấn ạ. Vâng, chào bác Tuyền Lương rất là nhiều này. Vâng. Ok, sẽ vào vấn đề chính ngay sau đây cho anh đưa anh nhá. Vâng, chào bác Khu Văn Công ạ. Bác Khu Văn Công vừa xem buổi livestream ngày hôm nay thì cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi bác Khu Văn Công ơi. Có con là tầm trăm không em? Có con tầm trăm đấy bác Sơn Nguyễn ạ. Mình chia sẻ hộ hả? Mình chia cái máy vứt lại bàn đấy. Công ạ. 1987 hay 78 ấy. Vâng, thì ngay sau đây em xin vào báo giá cho anh chị quý vị nhà mình những mẫu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Anh chị cứ để lại bình luận đi, em sẽ tư vấn trực tiếp trên bước sóng livestream ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều ạ. Đây, xe màu đỏ đây bác Trần Thị Thu Hằng ơi. Chiếc máy quay em đây, em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình chiếc Kia Morning 2016 này. Với cửa tiền gửi lại gia đình nhà mình là 200 triệu đồng tròn. Xe này được đăng ký lăn bánh năm 2016. Đấy, Kia Morning đây, rất là đẹp luôn. Máy số keo chỉ thì còn zin, còn đẹp này. Chiếc này thì bên em hồ sơ đã cầm tay rồi nhá, nên những thủ tục sang tên này, đấy, đổi chủ bấm biển mới cho anh chị quý vị mình trong ngày thôi. Có con nào tầm 200 anh quay cho em xem nhé. Chào bác ơi, Khuyến Từ Sơn, ok, để em xem con nào tầm 200 đây. Đây, con tầm 200 đây bác Khuyến Từ Sơn ơi. Đây, đúng 200 triệu luôn cho chiếc Kia Morning 2016 đấy ạ. Tầm 200 triệu thì nhà em rất là nhiều luôn nhá. Nhà em giá xe chủ yếu tầm quanh hơn 200 triệu thôi, anh tham khảo dùm em ạ. Đây bác Sơn Nguyễn ơi, con nào tầm 100 đây ạ. Em xin giới thiệu đến bác Sơn Nguyễn cùng toàn thể anh chị quý vị mình đây. Toyota Vios 2005 đây. 135 triệu đồng nhá, giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị mình. Sedan hai đầu phân khúc hạng B, lốp láp đẹp, sơn si chất. Đấy, máy số keo chỉ, cột keo thì còn zin. 135 triệu đồng cho anh chị quý vị đang quan tâm nhá. Đấy. Vâng, chào bác Minh Vương, chào bác Bình Yên, chào bác Linh Châu. Chào bác Khuyến Từ Hoan vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, anh chị nhà mình ơi, hãy cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, không mất tiền, không mất bạc gì cả, để em lấy làm động lực để tư vấn cho cả nhà mình nhá. Ok, cảm ơn bác Minh Vương rất là nhiều này. Vâng, thì em xin báo giá cho anh chị quý vị mình những mẫu xe tầm 200 đổ lại đây.
chiếc máy quay đây, Chivet Vivante 2008, đăng ký là bánh năm 2010. Động cơ 2.0 số tự động 5 chỗ, 7 chỗ ngồi nhá, 7 chỗ ngồi số tự động này 2.0 này. 193 triệu đồng xin gửi anh chị quý vị nhà mình. Đấy nhá, 193 triệu đồng này. Đấy. Xe đăng kiểm thì có rất dài luôn, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Máy số keo chỉ sơn si, gầm bệ còn zin. Đấy. 193 triệu đồng cho anh chị quý vị đang quan tâm. 7 chỗ ngồi này, hạng tầm trung này. Đấy. Phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhà mình nhá. Quan tâm để lại bình luận hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em ạ. Vâng, chào bác Khắc Dũng Sơn Hòa này. Chào anh Trần Văn Việt, chào bác Nguyễn Thức. Chào bác Bình Ân Quý, chào toàn thể chị quý vị nhà mình. Vâng, đằng sau chiếc Vivante Chevette 2009 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin báo giá anh chị quý vị nhà mình một dòng xe 5 chỗ nhỏ gọn đây. Hyundai Grand i10 2014, đăng ký và bánh năm 2017. 195 triệu đồng xin gửi đến đại gia đình cho ô tô đầu mối Hải Dương nhà mình nhé. Xe này mang động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi với nước sơn màu trắng sứ rất đẹp đây. Đăng kiểm thì còn rất là dài này. Đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. 195 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác Trần Văn Việt mất tiếng rồi à. Bác Trần Văn Việt ơi, đợi một chút đi xem đường truyền ok nào. Nhà mình ơi, bác Trần Văn Việt đang bảo mất tiếng này. Anh chị quý vị mình cho em xin ý kiến là xem là tiếng tăm nào, ánh sáng hình ảnh này ok chưa nhỉ các gia đình ạ. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 2014 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình. Đây, một chiếc sedan hai đầu phân khúc hạng C. Phân khúc hạng C mà có 255 triệu đồng này. Đấy. Ok, cảm ơn bác Nguyễn Khuyến từ Sơn này vẫn có tiếng. Vâng, cả nhà mình thấy chất lượng hình ảnh cũng như âm thanh như nào thì cứ để lại bình luận cho em nhé. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều ạ. Đây, La Chetti Cedric sedan đầu phân khúc hạng C mà chỉ có 255 triệu đồng thôi anh chị quý vị nhìn mình nhé. Xe bản trước máy quay của em đây này, bản nhập Hàn xuất Trung Đông này. Đấy, mình cùng quan sát cùng em này. Có cả cửa sổ trời lóc này. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi mà chỉ có 255 triệu đồng thôi. La Chetti Cedric nhập Hàn xuất Trung Đông bản 8 túi khí này. Đấy, máy số keo chỉ kèo cột còn zin. La răng đúc 4 bánh 17 inch, lốp ráp thì còn mới còn đẹp, xi nhan trên sườn xe. Đề lỗ startup, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đấy. 255 triệu đồng. Vâng, chào bác Lê Phú Gia Huy. i10 số động giá bao nhiêu? Tiếc quá bác Lê Phú Gia Huy ơi. i10 số tự động tạm thời bên em hết hàng ạ. Anh cứ cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em, để lại số điện thoại. Để lao vào con đầu i10 số tự động nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp với anh nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Trung. Chào bác Hằng Vũ. Vâng, chào bác Quách Như Văn. Xin chào đã chia sẻ rồi, ngày mai còn khuyến mãi ok. Hôm nào cũng khuyến mãi cho bác Quách Như Văn cùng toàn thể anh chị quý vị nhà mình nhé. Vâng, bên em khuyến mãi làm sao cho những anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream này này, quan tâm những đầu xe tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương thì đều có thể mua được xe này, tạo điều kiện hết mức cho anh chị quý vị mình ạ. Thì vừa rồi mẫu Cedric với cửa tiền là 255 triệu đồng em xin giới thiệu gia đình mình rồi này. Đấy, cạnh mẫu La Chetti Cedric vừa rồi. Tiếp theo đây, Chevette Vivante 2008 với cửa tiền của anh chị quý vị nhà mình là 155 triệu đồng. 155 triệu đồng, một chiếc xe 7 chỗ nhá. Máy số keo chỉ cột kèo này còn zin còn chất cho gia đình mình ạ. Chiếc Morning bản đỏ lẫy vừa rồi là bên em đang ở số sàn đấy nhá. Đây, 1.254 máy số sàn này. Anh Nguyễn Khuyến từ Sơn ơi. Đấy, anh có đang quan tâm đến dòng số sàn hay số rộng nhá, để lại bình luận đi để em tư vấn sâu ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Đức Hợp, Sapa chào Hải Dương. Vâng, Hải Dương lại chào Sapa nhá. Thì vào buổi chiều thứ 6 tuần này đấy, bên em có một chuyến đi Sapa này. Chợ đầu mối bên em đi du lịch ở Sapa nhá. Anh chị quý vị nào đang ở Sapa này, đấy, đang có mẫu xe là ưng ý nhất, chọn cho em đi. Em ship tận nhà luôn cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, cảm ơn bác Hoàng Đức Hợp rất là nhiều. Chúc bác Hoàng Đức Hợp có buổi tối vui vẻ. Qua bước sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi ạ. Vâng, chào bác Đinh Thị Thu Trang, chào bác Nguyễn Công Dũng này. Chào bác Nguyễn Thức, chào bác Cứu Lê, chào toàn thể chị quý vị nhà mình. Những bác nào mà chưa chào được
thì cho em xin gửi lời chào đến anh chị quý vị cùng những cùng với gia đình nhà mình ạ. Đây em xin báo giá những đầu xe hiện đang có bên em. Thì vừa rồi nó khá báo giá là khá nhiều dòng số sàn rồi. Đây, nhà mình cùng tham khảo em một mẫu xe tự động nhá. Một mẫu xe tự động 2010 thôi. Nhưng zin này, zin từ máy số keo chỉ cột kéo đến từng con ốc luôn. Ok bác Hoàng Đức Hợp ơi, để em báo giá chiếc Gentra này cho gia đình mình rồi em sẽ báo giá chiếc Innova 2007 cho bác tham khảo nhá. Đây, Gentra 2010 động cơ 1.6 số tự động này. Máy số này, keo chỉ cột kèo còn zin luôn, gửi anh chị quý vị mình. Đấy, zin 100% này, nếu xác định lỗi trên xe này, tặng luôn xe cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, 2010 đăng ký là bánh năm 2012, 1.6 số rộng. Đấy, la răng đúc, lốp đáp đẹp, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện này. Đấy, vô lăng túi khí, 210 triệu đồng xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, âm thanh ánh sáng ok rồi. Vâng, cảm ơn bác Trần Văn Việt này. Vâng, xe đạp long lanh luôn. Ok bác Trần Văn Việt ơi, tham khảo cùng em đi, tham khảo cùng chỗ ô tô đầu mối Hải Dương đi ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Viết Tùng, La Chetti CX. Đây, thì với chiếc này em đã giới thiệu rồi này, em cũng xin giới thiệu lại cho bác Nguyễn Viết Tùng nhá. Đây, La Chetti CX 2010, đăng ký là bánh năm 2011, 1.6 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi, sedan 2 đầu, phân khúc hạng C mà chỉ có 255 triệu đồng thôi. Đấy, máy số keo chỉ cột kèo là còn zin. Đấy, trang bị cả option cửa sổ trời trên cao này. Bác Nguyễn Viết Tùng mà quan tâm dòng La Chetti CX này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em. Bên em còn một mẫu La Chetti CX 2010 nữa, đồng giá là 255 triệu đồng này. Đấy, em sẽ xin giới thiệu cho bác Nguyễn Viết Tùng trong buổi livestream ngày hôm nay ạ. Vâng, chào bác Hùng Hoàng, chào bác Nguyễn Công Dũng, chào bác Lam Nguyễn, chào toàn thể chị quý vị mình nhé. Đây, em xin tiếp tục báo giá. Anh chị quý vị nhà mình quan tâm đến đầu xe nào hiện đang có bên em nhé. Đấy, đang ưng mẫu nào rồi, quan tâm mẫu nào thì cứ để lại bình luận đi để em tư vấn được. Con Transit để ở cửa bán bao nhiêu anh? Đây là bên em có con Transit nào ở cửa đâu anh Trần Đức Anh nhỉ? Đây, Innova 2007 2.0 số sàn, 8 chỗ ngồi, đăng kiểm thì còn dài miên man, đăng kiểm đến tháng 11. À, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023, xin giới thiệu anh chị quý vị mình này. Đấy, 240 triệu đồng, biển tư nhân chính chủ Hà Nội, 4 số 1 chủ từ đầu. Lốp đáp đẹp, na răng đúc, phanh ABS này. Bản trước máy quay của em đây là bản G xịn nhá. Bản G xịn xin gửi anh chị quý vị nhà mình, 240 triệu đồng thôi. Đấy, Toyota Innova đây, dòng vua 7 chỗ xin gửi anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Gia Bảo này, chào bác Lam Nguyễn này, chào bác Trần Đức Anh, chào bác Ngoan Thanh, chào bác Nguyễn Công Dũng. Vâng, xe đẹp. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Công Dũng rất là nhiều này. Anh chị quý vị nhà mình ơi, đang xem buổi livestream này thì cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả mà để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để như anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm những dòng xe 4-7 chỗ đã qua sử dụng thì đến bên em nhé. Có Innova đời cao không anh? Ok bác Nguyễn Công Dũng này, Innova đời cao đây, tư nhân chính chủ Hải Dương đây. Đấy, biển rất đẹp luôn, 2015 này. Anh tham khảo trước này dùm em anh Nguyễn Công Dũng ơi. Toyota Innova 2015. Đấy, 395 triệu đồng mức giá đang được đặt tại chợ ô tô đồ với Hải Dương này. Biển tư nhân chính chủ 34A đây. Đấy, Hải Dương 410 ngập lụt nhá. Biển rất là đẹp luôn. Đấy, 28282. Đấy, biển rất đẹp luôn. Xe để sản xuất năm 2015, đăng ký là bánh năm 2017. 395 triệu đồng nha, mình cùng tham khảo dùm em này. Đấy, bản G xịn nhá, la răng đúc, lốp láp đẹp, phanh đi ABS, xin nhan trên gương và sườn xe này. Nội thất ghế da, đấy, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe, 395 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình quan tâm nhá. Đấy, đúng rồi. Con này là đâu nhỉ? Con này là mãi phát với đây anh ạ. Đấy, 2828 mãi phát này. Vâng, chào bác Đinh Hữu Nghệ này, chào bác Lam Nguyễn này. Vâng, bác vâng, chào Thanh Tùng, bác chào bác Nguyễn Trung ạ. Cảm ơn bác Nguyễn Trung rất là nhiều. Đấy, anh Nguyễn Công Dũng ơi, tham khảo cho em chiếc Innova đời cao này anh Nguyễn Công Dũng nhá. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Tú này. Có con Sunny Lào không xốp ơi,
Vâng, dòng Sunny thì tạm thời bên em chưa có anh ạ. Anh tạm ứng cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage đi. Lao có mẫu Sunny nào này, để lại số điện thoại cho em để em tư vấn cho anh nhé. Rút gốc về Đắk Lông hết bao nhiêu? Vâng, rút gốc về Đắk Lông thì rơi vào tầm 400 tròn này. Đấy, anh quan tâm sâu nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em đi. Giá còn bớt được nữa cho anh Nguyễn Công Dũng nhá. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Công Dũng rất là nhiều này. Tạm ứng cho em xin 5-7 lượt. Chia sẻ đi bác Nguyễn Công Dũng ơi. Vâng, anh Nguyễn Văn Tú ơi, em bên em chưa có nhá. Anh chia sẻ cho em xin mấy lượt đi. Làm một con mẫu Sunny nào vậy thì em sẽ nhắn tin trực tiếp cho anh ạ. Có Honda Civic không ạ? Ok, Honda Civic à? Đây, Honda Civic thì tạm thời bên em đang có một chiếc 209 đây. Để em xem nó dựng ở đâu để em tư vấn luôn giùm anh nhá. Vâng, bác Toàn Kiều ơi, chiếc Honda Civic ấy thì tạm thời bên em hôm nay lại không để bãi nhá. Mấy anh chị đi công vụ một chút rồi thì em xin giới thiệu qua cho bác về chiếc Honda Civic này. Đấy, Honda Civic bên em màu vàng cát 2009, động cơ 1.8 số động, biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không ngập lụt, 275 triệu đồng. Bác Toàn Kiều mà có quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em, để lại số điện thoại đi để em tư vấn cho bác về chiếc Civic nhá. Cam kết bác Toàn Kiều này, con Civic này, máy số keo chỉ sơn si thì còn zin này. Đấy, 275 triệu đồng, bác tham khảo dùm em ạ. Nước sơn màu vàng cát rất là đẹp luôn. Vâng, chào bác Bình Cây Cảnh, chào bác Đỗ Thế Tuấn, chào bác Hải Trần. Vâng, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình ạ. Chào bác Văn Cường này. Bác Văn Cường vừa về lại bình luận gì nhỉ? Để em đọc lại bà bình luận bác Văn Cường một chút nhé. Có con nào màu trắng 5 chỗ số động giá 200 không? Màu trắng này, số động M5 chỗ giá 200 à? Có luôn cho bác Văn Cường đây. Kia Morning 2009 nhập Hàn nguyên chiếc. Đấy, 195 triệu đồng thôi. Đấy, dưới 200 mà có số tự động này. La răng sắt lốp láp đẹp. Đấy, máy số keo chỉ thì còn zin còn chất, 195 triệu đồng. Bác Văn Cường tham khảo dùm em này. Đấy, tiếp tục tầm 200 triệu đồng có một mẫu số tự động nhá cho bác Văn Cường này. Nhưng chiếc này màu bạc này bác cũng tham khảo dùm em này. Kenta 2010, máy số keo chỉ này. Đấy, máy số keo chỉ cột keo zin luôn. 1.6 số động 210 triệu đồng. Đấy, bác Văn Cường tham khảo chiếc này dùm em đấy nhá. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy. Sơn xi máy số keo chỉ còn chất, giá còn bớt còn thương lượng được cho bác Văn Cường đang quan tâm ạ. Vâng, chào bác Lê Đình Chính, chào bác Lam Nguyễn, chào toàn thể anh chị quý vị mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Các bác nào mới xem buổi livestream lần đầu thì hãy cho em xin một lượt like đi cũng như một lượt chia sẻ đi ạ. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều. Vâng, tiếp tới đây, một mẫu sedan hai đầu phân khúc hạng B, Lacetti 2008 này, 155 triệu đồng nhá. Anh chị quý mình cùng tham khảo dùm em này. Xe này mang động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Nước sơn màu đen rất đẹp đây. Xin nhan trên gương, tay nắm cửa viền chân kính thì bọc lốc rất đẹp này. Có cả trang bị vè che mưa trên cao. Đấy, nội thất ghế lỉ đây. Nội thất ghế lỉ zin nguyên bản theo xe. Vô lăng 3 chấu. Đây, gương kính cụp xe điện rồi. Cờ tiền gửi anh chị quý vị nhà mình 155 triệu đồng thôi. Sedan hai đầu. Anh chị quý vị đang chọn cho mình một mẫu xe sedan này, tập lái này. Đấy, tránh mưa tránh nắng rất đẹp đây. Tham khảo dùm em chiếc Lacetti này ạ. Vâng, chào bác Tăng Chuyên, chào bác Vũ Nhận Thoại TB, chào bác Nguyễn Trung, chào bác Việt Dũng, chào bác Lê Đình Chính ạ, chào toàn thể những khách hàng thân thương của em ạ. Đây, em xin báo giá những chiếc xe ở đầu này một thể luôn cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo nhé. Chiếc máy quay ở đây, anh chị quý vị đang quan tâm dòng bán tải này. Đây, Forger bán tải thì tham khảo dùm em chiếc này ạ. Forger 2009, hai cầu máy dầu mà chỉ có 275 triệu đồng thôi. Đây ạ, rất đẹp luôn. Máy số keo chỉ, đây cột keo thì còn zin, cầm bệ thì chắc chắn nhá. Động cơ 2.2 số sàn, hai cầu máy dầu, nhà mình cùng tham khảo dùm em. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không ngập lụt. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi, 275 triệu đồng, giá còn thương lượng, còn bớt sâu được cho anh chị quý mình quan tâm ạ. Đấy, cửa đóng thì còn vô cùng chắc chắn luôn. Vâng, chào bác Nguyễn Vững, chào bác Trần Khuyên này, chào bác Khước Nguyễn này,
Đức Khước à. Vâng, chào bác Thư Diễm, chào bác Phi Phong, chào toàn thể những khách hàng thân thương. Qua buổi livestream này thì hãy cho em gửi lời chúc sức khỏe, những lời chào đến toàn thể anh chị quý vị mình. Chúc gia đình nhà mình có một buổi tối vui vẻ bên gia đình người thân ạ. Tiếp theo đây với cửa tiền là 150 triệu đồng thôi. 150 triệu đồng. La Chetti 2008 này. Sedan hai đầu nước sơn màu đen rất đẹp đây. Đấy. Sơn si thì liền lạc, thân vỏ liền lạc này. Máy số keo chỉ thì còn chất còn đẹp. 150 triệu đồng xin gửi đến chị quý vị nhà mình. Vâng, thì vừa rồi em đã giới thiệu anh chị quý vị mình tham khảo là khá là nhiều dòng 5 chỗ này. Thì em xin xem mấy chiếc 7 chỗ bên em ở chỗ nào để em tư vấn luôn cho gia đình mình cùng tham khảo nhá. Đấy, tham khảo giùm em đi. Chưa mua thì cũng tham khảo lại cho em để em trả lời anh chị quý vị mình. Cho xem còn vẹn đi. Vâng, chào bác Nguyễn Vức. Vâng, chào bác Ngoan Thanh, chào bác Trần Khuyên, chào toàn thể chị quý vị mình ạ. Đây còn khá nhiều dòng 7 chỗ nhá. Hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương đây, em xin tư vấn cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Chiếc máy quay đây, em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc Toyota Innova nước sơn màu đen đây. Xe được sản xuất năm 2011, đăng ký năm bánh năm 2012. Biển tư nhân chính chủ 34 Hà Nội đây, một chủ từ đầu nhá. Cửa tiền của anh chị quý vị nhà mình là 325 triệu đồng. Đấy, xe máy nước sơn rất là đẹp đây. Anh chị quý vị nào mà đang quan tâm dòng Toyota Innova này này. Đấy, bên em có khá là nhiều mẫu nhá. Từ màu bạc cũng có này, màu đen cũng có này. Đấy, nhà mình cùng tham khảo xuống em ạ. Xe này mang động cơ 2.0 số sàn, động cơ VVTi vô cùng tiết kiệm nguyên liệu. Ăn từ đâu đó đến 7 đến 8 lít trong 100 km đường trường này. Xe đăng kiểm thì còn khá là dài. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Đấy. 325 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, cho xem con Venla đi bác Nguyễn Vững. Vâng, Venla thì tạm thời bên em chưa có đầu Venla là bác Nguyễn Vững nhá. Đây bên em tầm tiền với Venla này thì bên em đang có một chiếc Ascent. Như đâu đó em nhớ không nhầm là mai có về một chiếc Venla đấy bác Nguyễn Vững ạ. Đây để em giới thiệu cho bác Nguyễn Vững về chiếc Ascent để bác tham khảo trước giùm em ạ. Đây, chiếc Ascent bác tham khảo giùm em chiếc này nhá. Mai một chiếc Venla mới về. Mà nó về thì em sẽ liên hệ bác Nguyễn Vững ngay nhá. Bác Nguyễn Vững nhắn tin qua fanpage cho em đi. Đây tầm và tiền và khuôn khúc cùng Venla đây, em xin giới thiệu cho bác Nguyễn Vững này, chiếc Ascent nhá. Đây chiếc Ascent 2009, động cơ 1.4, đây động cơ 1.4 số sàn đập hàn nguyên chiếc. Bên em đang bày bán với cửa tiền là 170 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si thì còn rất còn đẹp này. Đấy, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. Giá thì còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình quan tâm nhá. Bác Nguyễn Vũ mà quan tâm thì nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Để em gửi hình ảnh cũng như video review trực tiếp con này ạ. Vâng, chào bác Trường Trần. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Cạnh chiếc Ascent 2009 là rồi. Em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc xe động cơ 1.2 số động này, nhỏ gọn nhá, đến từ Hàn đấy ạ. Vâng, bác Khúc Văn Công ơi, cho em xin mấy lần chia sẻ với bác Khúc Văn Công ơi. Bác nào quan tâm mẫu nào đi, để lại bình luận cho em đi, để em tư vấn cho ạ. Đây, Gentrix 2010, đăng ký là bánh năm 2011, 235 triệu đồng, mang lớp sơn màu xám xin rất là đẹp đây. 1.2 số động này, đấy. Máy số keo chỉ còn zin, la răng đúc lốp láp đẹp, trang bị phanh đi ABS rồi. Xin nhan trên sườn xe, đăng kiểm còn khá là dài này. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy. Có trang bị cả option này, cửa sổ lock Panorama đây. 235 triệu đồng, giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình đang quan tâm nhé. Và các bác nào mà đang quan tâm dòng xe số động này nhỏ gọn thì hãy tham khảo chiếc này dùm em đi. Gentrix nhập hàn nguyên chiếc 1.2 số tự động này. Đấy, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Chào bác Văn Hoa, chào bác Hải Nguyễn Tú này. Chào bác Hải Nguyễn Văn, chào bác Tú Tùng Túng Tiền, vâng. Chào bác Tiến Tùng Túng Tiền, xin lỗi ạ. Vâng, chào bác Tiến Tùng Túng Tiền này. Chào bác Nguyễn Văn Nhật, chào bác Trường Trần. Chào bác Khu Văn Công, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình ạ. Đấy, rất là nhiều đầu xe rồi nhá. Đấy, chị quý vị mình cùng tham khảo tiếp dùng em đi. Đây em xin tiếp tục giới thiệu về cho gia đình nhà mình hai chiếc Innova 7 chỗ này. Đây vừa em giới thiệu đến chiếc
2011 rồi này. Đây, tiếp tục là Innova Tota 2008 đăng ký lên bánh năm 2010 này. Đấy, tư nhân chính chủ Hải Dương 4 mùa không ngập lụt, 265 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si thì còn zin luôn nhá. Đấy, một chiếc xe tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Anh chị quý vị là mình đang quan tâm những dòng xe 7 chỗ này. Đấy, tiết kiệm nguyên liệu vô cùng quốc dân đây. Tham khảo dùm em chiếc Tota Innova này. Đấy, máy số keo chỉ thì còn bao chất, bao đẹp cho gia đình của mình. Đăng kiểm thì còn dài này. Đấy, 265 triệu đồng. Đấy. Vâng, Trần, chào bác Phong Hà, chào bác Trần Khuyên, chào bác Nguyễn Hữu Thơm, chào toàn thể chị quý mình, chào bác Huy Trần này. Đấy, cạnh chiếc Tota Innova 2008 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến gia đình mình Tota Innova 2007. Chiếc này là bản Z này, bản tiêu chuẩn thì gửi gia đình mình này. Đấy, bản Z, bản tiêu chuẩn nhá. Xe đăng kiểm năm, xe đăng ký và lăn bánh năm 2007, động cơ 2.0 số sàn, máy số keo chỉ sơn si thì còn đẹp còn rất này. 175 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị nhà mình. Vâng, chào anh Cao Biển. Vâng, vâng, chào bác Nguyễn Cao Sơn rất là nhiều ạ. Vâng, để em sẽ, vâng, em Thanh Tùng sẽ gửi lời chào của anh Nguyễn Cao Sơn đến chú Cao Hiền này, người thầy của Thanh Tùng này. Vâng, chào bác Hồng Vinh, xe đẹp quá. Vâng, cảm ơn bác Hồng Vinh rất là nhiều này. Chào bác Khắc Ngọc, chào bác Thăng Thăng Thủy, chào bác Văn Hoa Văn Hoa. Chào tất cả anh chị quý vị mình trên ba miền Tổ quốc ạ. Vâng, mọi những tư vấn về xe, giá xe hoặc là thủ tục buôn bán như thế nào thì cứ để lại bình luận cho em đi. Em xin được tư vấn hầu hạ anh chị quý vị mình trên bước sóng livestream ngày hôm nay nhé. Cạnh hai chiếc 7 chỗ Tota Innova vừa rồi, tiếp theo đây giới thiệu anh chị quý vị mình một sản phẩm đến nhà Chevrolet đây. Cruise Chevrolet 2011, form dáng mới. Đây, form dáng mới, máy mới này. Xe này mang biển tư nhân 36 Thanh Hóa, quê hương các anh hùng đây. La răng đúc, lốp đáp đẹp, xin nhan trên gương và sườn xe. Nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe. Vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khiên toàn trên vô lăng. Đăng kiểm thì còn dài này, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 248 triệu đồng, 1.6 số sàn, 5 chỗ ngồi. Đấy, xin gửi đến gia đình nhà mình. Vâng, chào bác Trường Trần, có ASEAN 215 số tự động không em? Vâng ạ, cảm ơn bình luận bác Trường Trần rất là nhiều. Nhưng tiếc quá bác Trường Trần ơi, ASEAN số tự động 2015 thì tạm thời bên em lại chưa có nhá. Đây, bác tham khảo dùm em một chiếc số tự động cũng đời 2015 đấy bác Trường Trần ơi. Kia Rio 2015 này, số tự động này, đăng ký năm bánh năm 2008 nhé bác Trường Trần, tham khảo dùm em này. Xe này mang động cơ 1.4 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi, 405 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng được cho bác Trường Trần nếu quan tâm nhé. Bác quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em đi, hoặc nhắn tin qua hai số Zalo này. À, để em xin để hai số Zalo trên điện thoại ngay sau đây cho anh chị quý vị nhé. Đây, xe này mang biển tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh đây. Máy số keo chỉ này còn zin. Đấy, máy số keo chỉ cột keo còn zin. 1.4 số động. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Cặp đèn gầm phá xương thì trang bị công nghệ BG, bi cầu này, siêu sáng siêu đẹp. Đấy, xe đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Gương kính cụp xòe điện xin nhan trên gương, 405 triệu đồng cho anh chị quý mình đang quan tâm ạ. Đây, để anh chị quý vị đợi em một chút nhá, để em để lại hai số điện thoại trên phần comment cho cả mình cùng quan sát ạ. Đây, em xin để lại hai số điện thoại nhá, mình lưu lại dùm em đi. Có thắc mắc gì tư vấn gọi trực tiếp cho em ạ. Ok cả nhà mình ơi, hai số like thì em đã để trên lại màn hình rồi này. Đấy, tiếp tục để em sẽ báo giá nhá. À vâng, chào con Nguyễn Cao Sơn tháng 4 em lấy một chiếc con Vios của anh này. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Cao Sơn rất là nhiều này. Đấy, những khách hàng thân thương đã mua xe rồi nhưng vẫn luôn quan tâm này, vẫn luôn yêu thương, vẫn luôn ủng hộ những khách hàng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nhá.
Zio này em giới thiệu xong rồi này. Đây, xin báo giá lần lượt cho anh chị quý vị mình cùng dễ quan sát ạ. Cạnh chiếc Clui 2011 với cửa tiền 248 triệu đồng vừa rồi. Tiếp theo đây, một mẫu sedan 2 đầu, nước sơn màu đen 135 triệu đồng. Anh chị quý vị mình cùng tham khảo dùm em này. Đấy, xe này mang la xăng đúc 4 bánh, lốp lắp đẹp 135 triệu đồng. Kentra 2009, 1.5 số sàn. Đấy, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Nội ngoại thất thì ngay ngắn sạch sẽ này. Nội thất thơm tho. Anh chị quý vị mình mang về sẵn đi, sẵn di chuyển, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình của mình ạ. Vâng, chào bác Trần Thăng này. Chào bác Trần Khuyến, chào bác Phong Hà. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Hai số hotline thì em để trên màn hình rồi nhá. Mọi tư vấn và thắc mắc gì gọi điện trực tiếp qua hotline cho em. Em được xin phục vụ hầu hạ anh chị quý vị nhà mình rất là nhiều ạ. Cạnh mẫu Gentra 2009 với cửa tiền là 135 triệu đồng vừa rồi. Vâng, nhà mình cùng tham khảo dùm em có con xe nào mà nhà mình ưng ý không nhá. Vâng, chào bác Trần Thăng, có con nào che mưa che nắng không? Rất là nhiều con tầm tiền mà để che mưa che nắng thì rất là nhiều bác Trần Thăng nhá. Quay lại con Innova đi anh. Ok, em đến trước này rồi em tư vấn tiếp. Xong anh chị quý vị mình rồi quay lại chiếc Innova cho anh chị quý vị mình nhá. Đây, Mitsubishi Jolly 2005, đăng ký là bánh năm 2007, động cơ 2.0 full xăng điện tử. Đây, rất đẹp đây, 135 triệu đồng, 7 chỗ gầm cao máy thoáng, phục vụ anh chị quý vị nhà mình rất là nhiều ạ. Vâng, quay lại con Innova đi anh. Ok, con Innova cho bác Trần Đức Anh đang quan tâm nhá. Đây, con Innova biển 34 rồi đúng không bác Đức Anh ơi? Đây, Toyota Innova tư nhân chính chủ Hải Dương đây. 265 triệu đồng, 2.0 số sàn, 5 chỗ ngồi, phục vụ gia đình nhà mình nhá. Đấy, 265 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn xin, nội thất còn zin luôn. Nội thất của dòng Toyota Innova thì không phải bàn rồi. Rộng nhất phân khúc 7 chỗ này. Đấy, máy số thì vô cùng là tiết kiệm này. Ăn đâu đó chỉ 7 đến 8 lít trên 100 km đường trường. Đấy, điều hòa thì rét buốt luôn. Nhà mình cùng tham khảo dùm em ạ. Ok, đây bác Trần Anh tham khảo dùm em nhé. Vâng, cháu như Quách Văn, tí chú quay con Gentra biển 28 cho anh xem một tí nhé. Con Gentra biển 28 là ok ạ. Tí em sẽ quay lại con Gentra biển 28 cho anh nhé. Gentra biển 28 bên em đang dựng đâu ấy nhỉ? Là con nào bác nhỉ? Đấy, bác nhớ sơ biển số thì để lại bình luận cho em đi. Bác ơi, vâng, bác nhớ chỗ nào thì bác cứ để lại bình luận cho em nhé. Để em tí em sẽ quay lại cho bác như Quách Văn ạ. Vâng, chào bác Lam Nguyễn, chào bác Trần Trường, chào bác Mạnh Dơ Âm, chào toàn thể chị quý vị nhà mình ạ. Ok, bác Trần Thị Hoàng ơi, tí em sẽ quay lại cho bác cho chiếc Kia Morning đi nhá. Đây, em lại xin báo giá tiếp tục từ đầu này đi, cho anh chị quý vị mình một lượt dễ quan sát nữa. Đây, bác hàng ơi, bác quan tâm Morning này, tham khảo dùm em tiếp tục chiếc Morning này. Kia Morning 2016, lốc sơn màu vàng, động cơ 1.25 số sàn, 5 chỗ ngồi. Gửi đến chị quý vị nhà mình là 200 triệu đồng tròn. Đấy, 200 triệu đồng tròn. Máy số keo chỉ gầm bệ này. Đấy, cột keo thì còn zin. Đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh 2 chiều, 200 triệu đồng tròn. Giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị mình đang quan tâm ạ. Đây, tiếp tục này những chiếc Kia Morning này, nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu nhá. Nhà mình tham khảo dùm em này. Chiếc này thì rẻ hơn một chút này. 165 triệu đồng. Kia Morning 2014, 1.25 số sàn. Đấy, sản xuất tại Việt Nam. Xe này mang nước sơn màu vàng chanh rất là đẹp đây. Na răng đúc lốp láp chất. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xe đăng kiểm thì còn rất là dài này, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2022. Anh chị quý vị nào đang chọn cho mình một mẫu xe 5 chỗ này, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, máy số cũng như điện đóm thì dễ bảo trì bảo dưỡng, lưu ý cho em đến dòng Kia Morning này. Đấy, để mình cùng tham khảo dùm em nhé. Đây, còn rất là nhiều đầu xe để phục vụ rất đại gia đình của mình ạ. Vâng, cả nhà mình ơi, các bác nào mà đang quan tâm đến mẫu xe phân khúc tầm 600 triệu này, tham khảo dùm em một chiếc SUV 5 chỗ đây, gầm cao máy thoáng đây, siêu dài siêu rộng nhá.
Outlander 2016 này, động cơ 2.0 số động. Đấy, cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 575 triệu đồng. Đấy. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng, siêu đẹp đây. Đấy, máy số keo chỉ sơn silicon zin. Xe đăng kiểm thì còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, 2.0 số động, 5 chỗ ngồi. SUV vô cùng là chất đây. Đấy, cam kết anh chị quý vị nhìn mình zin 100%. Máy số keo chỉ zin đến từng con ốc luôn. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Trang bị cả hai mắt cảm biến lùi chống va chạm ở đằng sau. Nhà mình ai đang có nhu cầu này, đấy, du lịch đường dài gia đình, chọn em mẫu này nhá. Tự tham khảo em mẫu này đi. 575 triệu đồng em hứa sẽ còn bớt sâu được cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Dương Đức, chào bác Dương Hoàng Đức, chào bác Minh Phúc Nguyễn này, chào bác Hận Thời Vô Đối, chào bác Hữu Tình Hữu Tình, chào đại gia đình nhà mình nhá. Nhà mình đang xem livestream này thì cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả để lan tỏa buổi livestream này hơn. Tại những bác nào trên ba miền tổ quốc này đang có nhu cầu tìm đến những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đa qua sử dụng thì hãy liên lạc trực tiếp với em ạ. Hân hạnh phục vụ anh chị quý vị mình 24/7, không kể ngày thứ bảy chủ nhật này. Toyota Vios 245 triệu đồng trước máy qua em đây. Đấy, anh chị quý vị mình cùng tham khảo dùm em này. Toyota Vios 2010 đăng ký làm bánh năm 2012, 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi, mang nước sơn màu đen biển E xịn đây. Trang bị la răng đúc 4 bánh, lốp bát thì còn đẹp, có phanh đi ABS, xi nhan trên gương, gương kính cụp xòe điện, đăng kiểm thì còn dài miên man luôn. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Một dòng xe quốc dân 5 chỗ đến từ nhà Toyota. Đấy, máy số keo chỉ, đấy, cột keo thì còn zin. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 14A Hà Nội, trang bị cả hai mắt cảm biến lùi chống pha chạm phía sau. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Những thủ tục về giấy tờ pháp lý thì vô cùng là ok, vô cùng an toàn. Quan tâm nhắn tin trực tiếp cho em hoặc để lại bình luận dưới phần comment để em được tư vấn sâu cho anh chị quý vị mình ạ. Sau chiếc Toyota Vios bản E 2010 vừa rồi, tiếp theo đây, tiếp tục là Toyota Vios này. Đấy, với sơn màu, đây màu vàng cát đây. Nước sơn màu vàng cát nhá. Biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không ngập lụt. La răng đúc tam 4 bánh này, Sinan trên gương, lốp lắp thì còn mới, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022, 216 triệu đồng. Một chiếc xe tư nhân chính chủ đây, xe gia đình mà chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Nhà mình cùng tham khảo dùm em này. Đấy, hai chiếc Toyota Vios này. Đấy, cạnh chiếc màu vàng cát này, tiếp tục có chiếc màu đen cho anh chị quý vị nào mà hợp mệnh với màu là màu đen này. Toyota Vios 2010, 195 triệu đồng, 1.4 số sàn, 5 chỗ ngồi, gửi đến gia đình nhà mình. La răng đúc tam 4 bánh, đăng ký là năm 2012, sản xuất năm 2010, đăng kiểm miên man tháng 7 năm 2023. 195 triệu đồng cho anh chị quý vị nhà mình quan tâm ạ. Đấy, em xin giới thiệu tất cả những sản phẩm trong chỗ này đi cho nhà mình cùng dễ quan sát này. La Chetti 2008 ở form dáng mẹt đây. Đấy, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không ngập lụt. Máy số keo chỉ sơn xi chất, xi nhan trên sườn xe. 165 triệu đồng cho anh chị quý vị nhà mình quan tâm nhé. Đăng kiểm còn dài, tháng 1 năm 2023. Đăng kiểm dài, nội thất ghế da thì thơm tho sạch sẽ này. Điều hòa Z-Boost 2 chiều, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu của bản thân cũng như gia đình. Giá còn bớt còn thương lượng được cho mình quan tâm ạ. Cho bác Sĩ Hoàng, cho bác Nguyễn Thuần, chào bác Lộc Bùi, chào bác Quan Hoàng, chào đại gia đình, chào ô tô đầu mối Hải Dương. Cảm ơn anh chị quý vị mình đã luôn theo dõi Thanh Tùng, cũng luôn theo dõi chào ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Vừa rồi là khá nhiều mẫu sedan hai đầu này, thì tiếp tục đây với cửa tiền là 180 triệu đồng. Kia Morning nhập Hàn 2008, đăng ký làm bánh năm 2010, 180 triệu đồng. Xe đăng kiểm thì còn rất là dài nhé, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022. Lốp lắp đẹp, máy số keo chỉ zin, 180 triệu đồng, 1.0 số tự động, gửi đến gia đình nhà mình. Đây, phía đằng sau này còn 3 mẫu này. Đây, Chevrolet Vivante 2009, 2.0 số sàn, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Đấy, một chiếc xe 7 chỗ tầm trung, gửi đến gia đình nhà mình. La răng đúc theo xe, lốp lắp đẹp,
máy số keo chỉ zin này, cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi nhá. 190 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình. Đấy, nhà mình cũng tham khảo rồi em, chiếc 7 chỗ này này. Vâng, chào bác Nguyễn Trương này, chào bác Nguyễn Cao Sơn, chào bác Lộc Bùi, chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Những lượt xem này, những lượt like cũng như những lượt chia sẻ là làm động lực cho chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em để phục vụ anh chị quý vị mình thật là chất lượng hơn nữa. Kênh mẫu Chevrolet Vivante 2009 vừa rồi. Tiếp theo đây, với cửa tiền loanh quanh 150 triệu đồng thôi. 150 triệu đồng này. Đấy. Đồng giá cho hai chiếc La Chatti 2008 này. Đấy. Chiếc biển 73 này 2008 này, đăng ký là bánh năm 2009, 140 triệu đồng. Chiếc bên cạnh là 150 triệu đồng này. La răng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ thì còn chất. Đấy. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Anh chị quý vị nào mà đang quan tâm này đến những dòng xe hai đầu này. Đấy, tham khảo dùm em hai mẫu này nhé. La Chatti 2007 và 2008. Máy số keo chỉ, cột kèo gầm bệ bao chất cho cả gia đình mình ạ. Đấy, vừa rồi em đã giới thiệu cho anh chị mình khá nhiều đồ sản phẩm này. Anh chị quý mình hoan hỉ lên đi. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi nhà mình ơi. Không mất tiền không mạc gì đâu. Để những anh chị quý vị mình đang tìm những dòng xe đã qua sử dụng này thì hãy đến bên em, chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương, gần cây xăng Minh Nghiệp số 2. Đấy. Đây. Đây, em xin phép cả gia đình mình uống cốc nước nhá, rồi tiếp tục vai chim cho gia đình mình ạ. Đây, em xin tiếp tục vào báo giá chương trình quý mình đang quan tâm nhá. Vâng, chào bác Đỗ Xuân Trường, chào toàn thể chị quý mình vừa xem buổi livestream đấy nhá. Hoan hỉ lên cả gia đình mình ơi. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi ạ. Không mất tiền không bạc gì đâu. Để lan tỏa buổi livestream mình hơn nhá. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Vừa rồi Morning 5 chỗ rất là nhiều này. Đấy, nhà mình cùng tham khảo dùm em những đầu 5 chỗ này đến từ nhà Hyundai này. Hyundai Grand i10 2014, đăng ký làm bánh năm 2017. Với cơ tiền gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng. Một chiếc xe tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Đấy, bản này này, bản đủ này. Thì mình xem cùng em là bản đủ thì có những gì nào. La răng đúc, phanh ABS, xin nhan trên gương, gương kính, cụp xe điện, đè lổ startup, vô lăng tích hợp túi khí, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2022. Em mình cùng tham khảo dùm em nhé. Một chiếc xe nhập bấn nguyên chiếc đây. Đấy, nội thất ghế da này. Đấy, nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều rét buốt luôn, có cả đè lộ startup đây. Đấy, 245 triệu đồng, giá này thì còn bớt, còn thương lượng cho anh chị quý vị mình đang quan tâm ạ. Đấy, anh chị quý vị mà là quan tâm dòng Hyundai Grand i10 tham khảo dùm chiếc này, một chiếc xe vô cùng là chất đấy. Cạnh chiếc Hyundai Grand i10 5 chỗ vừa rồi, tiếp theo đây, Matiz 2008 mà SE này xin gửi đến gia đình nhà mình nhá. Đấy, xe thì mang biển tư nhân chính chủ 29A Hà Nội đây, Hà Nội phố ấy nhá. 5 chỗ ngồi nhỏ gọn. Anh chị quý vị nào mà đang vừa mới có bằng này, muốn bổ túc tay lái này, hoặc là phục vụ nhu cầu cơ bản thôi, tập lái tránh mưa tránh nắng này, tham khảo dùm em chiếc này đi. Động cơ chỉ có 0.8 thôi, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu, đăng kiểm thì còn dài, máy số keo chỉ sơn si còn đẹp, nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều, 65 triệu đồng, 65 triệu đồng thôi cả gia đình nhá. Đã có xe để di chuyển, tránh mưa, tránh nắng, phục vụ nhu cầu gia đình mình rồi đấy ạ. Vâng, chào bác Võ Tuấn Anh, chào bác Hoàng Diễn, chào bác Chính Văn, chào bác Lan Dương, chào bác Hào, Hảo Phạm. Chào tất cả những khách hàng thân thương đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn tình cảm anh chị quý vị mình rất là nhiều ạ. Cạnh mẫu Matiz 2008 vừa rồi. Tiếp theo đây, nhà mình cùng tham khảo em một chiếc Kia Morning nhé. Chiếc Kia Morning 2016 bản đổ phun kịch trước máy của em đây. Xe thì bản SI này, bản đổ phun kịch. Na xăng đúc lốp náp đẹp, phanh đi ABS. Xin nhan trên gương, gương kính, cụp xe điện. Cặp đèn pha và cặp đèn hậu thì được trang bị công nghệ bi cầu này. Đấy, rất là đẹp luôn.
đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da điều hòa lau lạnh 2 chiều nhá. Đấy, 255 triệu đồng cho anh chị quý vị nhà mình quan tâm, giá còn bớt còn thương lượng được cho gia đình mình ạ. Rồi, sau đây em xem giới thiệu những đầu sản phẩm này. Đấy. Tiếp tục là Hyundai Grand i10 đấy ạ. Đây ạ, Hyundai Grand i10 2014 này. Đăng ký làm bánh năm 2017 cho anh chị quý vị mình quan tâm những dòng xe 5 chỗ quốc dân này. Đấy, máy số điện đó mình dễ bảo trì bảo dưỡng. Hyundai Grand i10 2014 động cơ 1.0 số sàn, nhập ấn cả chiếc luôn. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Là răng đúc lốp láp đẹp này, máy số keo chỉ sơn si thì còn chất. Đấy, đè lổ startup vô lăng túi khí, xi nhan trên gương. Đấy. 245 triệu đồng xin gửi đến đại gia đình nhà mình nhé. Nhà mình ơi, đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì cho em xin 57 like, 57 lượt like, 57 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì để lan tỏa buổi livestream mình hơn. Để như anh chị quý vị nào mà đang quan tâm những dòng xe đã qua sử dụng, gọi điện thoại trực tiếp cho Thanh Tùng với hai số like 0347 701 77 và 0343 540 999. Em đã để lại trên màn hình rồi nhá. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều ạ. Vâng, chào bác Diện ô tô Văn Minh. Chào bác Bá Nhung, chào bác Lam Bùi, chào Hoàng Diễn. Chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream này. Chúc đại gia đình mình trên ba miền Tổ quốc có buổi tối vui vẻ này. Qua bước sóng livestream này thì hãy chọn cho em những mẫu xe ưng ý gì cả gia đình ơi. Genta 2007 125 triệu đồng cho anh chị quý vị mình đang quan tâm đi ạ. Đấy, xe thì đang ký lăn bánh năm 2009, sản xuất năm 2007, 125 triệu đồng, 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi, nước sơn màu trắng rất là đẹp đây. Đấy, nhà mình quan tâm những dòng xe tập lái này, tham khảo dùm em chiếc này. Máy số keo chỉ còn chất còn đẹp nhá. Vâng, cờ tiếp theo đây với cửa tiền loanh quanh 230 triệu đồng thôi. Nhà mình tham khảo dùm em hai chiếc số tự động này, nhập hàn nguyên chiếc này. Đây ạ. Genta X 2010 đăng ký làm bánh năm 2011, 228 triệu đồng thôi. Nhà mình đã thấy ngạc nhiên chưa? 228 triệu đồng thôi. La răng đúc lốp đáp đẹp, phanh đi ABS, xi nhan trên sườn xe, gương kính cụp xòe điện, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng, option cửa sổ lock này. 228 triệu đồng cho anh chị quý vị mình đang quan tâm ạ. Đấy, cạnh chiếc Genta X vừa rồi là chiếc Kia Morning 2010 đăng ký năm bánh năm 2013, 235 triệu đồng, 235 triệu đồng ạ. Sơn si đẹp, xe này mang mức sơn màu đây, màu mực xanh kiểu long rất đẹp đây. La răng đúc lốp đáp đẹp, cặp đèn pha hình trái xoà đây, còn sáng còn đẹp này, không có dấu hiệu bóng mờ, dạng đất do xương do nhiệt. Đấy, xi nhan trên gương, gương kính cụp xòe điện, nội thất ghế da điều hòa lau lạnh 2 chiều, trang bị cả option sấy kính cho anh chị cưỡi mình này. Đấy, cả option sấy ghế và sấy kính này. Vô lăng túi khí 235 triệu đồng, 1.0 số sàn, 1.0 số tự động. Đây, máy eco vô cùng tiết kiệm nguyên liệu. Xin gửi anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, La Chetty Cedric 2007 đăng ký làm bánh năm 2009, nhà mình cùng tham khảo dùm em nhé. Động cơ 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi. Máy số keo chỉ còn chất còn đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Xi nhan trên sườn xe 140 triệu đồng. Nhà mình tham khảo dùm em một mẫu tập lái này, rất là đẹp luôn. Vâng, cảm ơn tất cả anh chị quý vị đang xem buổi livestream này hôm nay. Như anh chị quý vị mà đang ở gần chỗ ô tô đầu mối Hải Dương, quan tâm đến xe thôi này, chưa cần mua này, quan tâm thôi, đến trực tiếp bên em xem xe và chạy thử xe miễn phí để được tổ bán hàng bên em tư vấn trực tiếp gia đình của mình nhá. Đấy, như bác nào ở xa một chút này, quan tâm xe này, cộng lại cho em từ tối thiểu nhất là 5 triệu, tối thiểu nhất là 5 triệu. Bên em xin ship xe tận nhà cho anh chị quý vị nhà mình. Nếu mà không ưng xe này, bên em xin nhận lại xe và hoàn lại tiền cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Cạnh mẫu La Chetty 2008 rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc Hyundai Grand i10 2016 này. 2016 mà chỉ có 240 thôi, 240 triệu, 1.0 số sàn, 5 chỗ ngồi. Máy số keo chỉ, cột keo thì còn chất còn zin. Xi nhan trên sườn xe sơn si đẹp,
Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xe đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Anh chị quý vị mình quan tâm nhắn tin qua fanpage hoặc là gọi cho em hai số điện thoại đi ạ. Xin được tư vấn sâu cho anh chị quý vị mình những dòng xe bên em đang bán nhé. Thì em cũng gửi luôn cho anh chị quý vị mình những thông tin cho ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Sau ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ đã qua sử dụng. Địa chỉ Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương. Đấy, hai số line, đường dây nóng thì đã để trên màn hình rồi. Cam kết những dòng sản phẩm bên em đưa ra đến người tay người tiêu dùng này, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước, cũng như là không vướng mắc một chút là vấn đề về pháp lý nhá. Nếu sai một đổi một cho anh chị quý vị mình, nếu không ưng ý một đổi một thì hoàn tiền lại 100% cho gia đình mình ạ. Vừa rồi mới với cửa tiền 240 triệu đồng. Tiếp theo đây em xin báo giá cho chị quý vị mình. Đây, rất là nhiều mẫu Hyundai Grand i10 đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Một mẫu xe đến từ Hàn Quốc này, máy số điện đóm thì vô cùng lành. Thế mình cùng tham khảo dùm em nhé. Hyundai Grand i10 2014 bản tiêu chuẩn, 195 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn Citizen. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2000. Con này đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. 195 triệu đồng này, đấy. 195 triệu đồng nhá, chị quý mình cùng tham khảo dùm em này. Vừa rồi là một chiếc bản tiêu chuẩn luôn. Thì sau đây là ba chiếc bản full kịch này. Ba chiếc i10 bản full kịch đồng giá là 245 triệu đồng này. Nhà mình tham khảo dùm em này. Đấy. Hyundai Grand i10 bản full kịch tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. 245 triệu đồng, la răng đúc, phanh ABS. Máy số keo chỉ nội thất còn zin, giá còn bớt còn thương lượng, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, đổ xăng để lổ là chạy thôi nha mình ạ. Đấy, 245 triệu đồng này. 214 1.0, nhập hàn, nhập ấn nguyên chiếc này. Tiếp tục là một cặp đôi bản đổ nữa đây. Đồng giá là 245 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố. 1.0 này. Đấy, tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn. Máy số keo chỉ thì còn chất còn zin này. Hai chiếc cùng màu bạc, cùng một cùng 245 triệu đồng. La răng đúc, lốp đáp đẹp. Rồi, cam đồi cam hành trình đầy đủ, nội thất ghế da, điều hòa long lạnh hai chiều, màn hình Android cỡ lớn, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho quý vị nhà mình. 245 triệu đồng, đồng giá hai chiếc này cho gia đình mình cùng tham khảo nhé. Vâng, nhanh chị quý vị nào mà đang quan tâm những dòng xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu thì tham khảo dùm em vài chiếc Hyundai i10 vừa rồi nhé. Giá còn bớt còn tương lượng được cho anh chị quý vị mình đấy. Hoan hỉ lên cả gia đình ngơi, tư chia sẻ nhiều này, chia sẻ nhiều, giá còn bớt nhiều nhá. Anh chị quý vị quan tâm này, nhắn tin với khung giờ 8 giờ 3 phút mỗi tối này, mua được xe bớt 5 triệu giá còn thương lượng cho gia đình mình ạ. Đấy, tiếp theo đây em xin báo giá tiếp tục những dòng xe hiện đang có tại chỗ ô tô đầu mối bên em. Thì buổi báo giá cũng diễn ra khá là dài rồi. Anh chị quý vị mình quan tâm đến mẫu nào cứ mạnh dạn để lại bình luận đi, để em tư vấn gia đình mình. Không mất tiền, không mất bạc gì đâu ạ, để em tư vấn miễn phí nhá. Kia Morning 2011, đăng ký và bánh năm 2013, nhập hàn động cơ 1.0 số sàn, tư nhân chính chủ biển 36 Thanh Hóa, quê hương các anh hùng đây. Nhà mình cùng quan sát em một phần ngoại thất bên ngoài đây. Mặt ga lăng mũi hổ vô cùng quen thuộc này. Cặp đèn pha hình trái xoài đấy, còn sáng còn đẹp này. Không có dư hiệu bóng mỏ, dạng nứt do xương do nhật, đăng kiểm còn dài luôn. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022, 1.0 số sàn, nhập hàn nguyên chiếc. Đấy, máy số này, điện đóm thì còn rất là đẹp, rất là lành này. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, mở có đâu đó 165 triệu đồng. 165 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị mình đang quan tâm ạ. Vâng, chào bác Điển, Điển Linh, chào bác Trung Nguyễn, chào bác Trần Mạnh, chào bác Lam Nguyễn, chào đại gia đình mình nhé. Các bác đang xem buổi livestream này, có những thắc mắc gì về xe, về giá cả hoặc như là thủ tục buôn bán, để lại bình luận cho em đi, em tư vấn cho ạ. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương, cảm ơn chị quý vị rất là nhiều nhé. Cái mẫu Kia Morning 165 triệu đồng vừa rồi. Tiếp theo đây gửi đến gia đình nhà mình Mazda 626 2005, 2.0 số sàn, 5 chỗ ngồi, sedan hai đầu, phân khúc hạng B đây. Một dòng xe đến từ Nhật đây, gửi đến gia đình nhà mình. Máy số keo chỉ sơn si, cột kèo được còn zin, 140 triệu đồng. Một mẫu xe sedan hai đầu, phục vụ nhu cầu của anh chị quý vị mình đang quan tâm nhé. Giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị mình nhé. Đây, la răng đúc 4 bánh, lốp ráp còn đẹp, phanh đi ABS trang bị rồi.
145 triệu đồng 2.0 số sàn ạ. Thì ở phía bên này tiếp tục là một dòng Kia Morning. Kia Morning 2016 form mới. Đây, đèn hậu đuôi dấu hỏi mà chỉ có 215 triệu đồng thôi. Nước sơn màu be rất là đẹp này. Đấy, nước sơn màu be rất là đẹp. Là răng đúc lốp lắp chất. Đây, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. 1.25 số sàn 4 máy. Đấy anh chị quý vị mình tham khảo dùm em dòng Kia Morning đi. Máy số điện đóm rất là lành này, phụ tùng thay thế thì luôn có sẵn. Một dòng xe quốc dân gửi đến gia đình nhà mình. Vâng, mọi thắc mắc thì em vẫn nhận ở phần tin nhắn là fanpage này, hoặc là hai số hotline đang để trên màn hình 0347 701 777 nhá, hoặc là 0343 540 999. Rất vui và hân hạnh được phục vụ anh chị quý vị nhà mình vào khung giờ 8:03 mỗi tối ạ. Cành mẫu Kia Morning 2016 vừa rồi. Tiếp theo đây với cửa tiền là 250 triệu đồng. Là Chetty Sedic nhá, bên em đang có hai mẫu này. Nhà mình cùng tham khảo giúp em mẫu này này. Là Chetty Sedic 2010 mà chỉ có 255 triệu đồng thôi. Là răng đúc lốp láp đẹp, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Đấy. Xe được trang bị đây, option cửa sổ trời Panama vô cùng thể thao, vô cùng trẻ trung nhá. 255 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được cho một chiếc xe CH này đầu mà phân khúc hạng C được. Đấy, phân khúc hạng C gia đình nhá. Đấy, đèn pha lại còn sáng còn trong, không có dạng nứt bóng mờ do sương do nhật. Thì rồi em đã báo giá khá nhiều đầu xe cho là mình cùng quan sát rồi đấy ạ. Nhưng mình có những thắc mắc gì để lại bình luận cho em đi, để em tư vấn sâu hơn, kỹ lưỡng hơn cho anh chị quý vị mình nhá. Kia đây, Hyundai Grand i10 bản đổ tiếp tục để được phục vụ anh chị quý vị mình đây, nên sóng phục vụ đây ạ. Hyundai Grand i10 2014 đăng ký làm bánh năm 2017 đây ạ. Cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 245 triệu đồng. Nhà mình cùng tham khảo rồi em nhé. Tư nhân chính chủ Hà Nội, không dịch vụ taxi, máy số keo chỉ chất 245 triệu đồng này. Đấy, tiếp tục lại gan tra chỉ có 135 triệu đồng thôi. Ganta 135 triệu đồng, sedan hai đầu phân khúc hạng B. Đấy, máy số keo chỉ lốp lát còn đẹp này, sedan hai đầu phân khúc hạng B. Anh chị quý vị là tập lái này, muốn chọn cho mình một chiếc sedan hai đầu, tham khảo rồi em chiếc này 135 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho cả gia đình mình đang quan tâm nhé. Cứ hoan hỉ lên, cứ quan tâm sâu lên, giá còn bớt thêm được cho gia đình nhà mình. Đấy, cạnh chiếc Ganta 2009 vừa rồi. Tiếp theo đây, nhà mình cùng tham khảo dùm em mẫu này đã. Hyundai Grand i10 2014 đăng ký là bánh 2017. Đây, 245 triệu đồng. Đấy, la răng đúc lốp nắp đẹp, xin nhan trên gương 245 triệu đồng. Đấy, nhà mình cùng tham khảo dùm em chiếc Hyundai Grand i10 bản đổ đi ạ. Đấy. Vâng, thì vừa rồi em đã giới thiệu anh chị quý vị nhà mình 75 đầu sản phẩm hiện đang bày bán và tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Anh chị quý vị nhà mình có những thắc mắc nào để trực tiếp dưới lại phần bình luận đi, để em tư vấn để tư vấn trực tiếp trên bước sóng livestream ngày hôm nay. Như bác nào hôm nay bận này, hoặc là chưa được xem buổi livestream ngày hôm nay mà có nhớ may gặp buổi livestream này trên tường này, đấy, trên Facebook này, cứ để lại bình luận xin tư vấn sâu cho anh chị quý vị nhà mình. Vâng, cảm ơn anh chị quý vị mình đã theo dõi buổi livestream của em suốt một tiếng đồng hồ vừa qua. Vâng, những đợt xem, những đợt like, những đợt chia sẻ là động lực của cho ô tô đầu mối Hải Dương bên em để tiếp tục phục vụ anh chị quý vị mình tận thơm hơn nữa nhá. Vâng, thì vừa rồi em đã đi hết một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương rồi. Cảm ơn anh chị quý vị mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị quý vị mình trong những video cũng như những buổi livestream tiếp theo. Vâng, muốn có xe hay thì tìm ngay Thanh Tùng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Xin chào các bác ạ. Xin hẹn gặp lại các bác vào khung giờ 8:30 tối ngày mai nhá.